Hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã chính thức ra mắt nền tảng chuyển đổi số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp SME. Nền tảng có tên gọi là Quan SME được xây dựng tại địa chỉ https://quansme.vn. Theo đó, One SME mang tới các sản phẩm dịch vụ số của VNPT theo từng nhóm, lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, giao dịch điện tử, các giải pháp chuyên ngành cho y tế, giáo dục, nông nghiệp, dược phẩm, logistics, bán lẻ, quản lý khách sạn. Để hỗ trợ các doanh nghiệp SME tiếp cận nhanh chóng với nền tảng chuyển đổi số One SME để vượt qua đại dịch COVID-19, VNPT đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi có giá trị lên tới gần 100 tỷ đồng, như giảm cước từ 10 đến 20% một số dịch vụ thiết yếu cho doanh nghiệp như chữ ký số, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội, miễn phí 3 tháng dịch vụ ASME, ưu đãi các dịch vụ eKYC, VNPay hay Zozo. Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục phát triển nâng cấp các tính năng mới giúp hỗ trợ mạng lưới bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng với mục tiêu biến ONSME trở thành bệ phóng để các doanh nghiệp SME vượt qua rào cản chuyển đổi số, phát triển bứt phá, vượt trội.